mình đây. Hiện tại thì mình đang ở một cái căn nhà mới, và cái chỗ này thì chỉ có một mình ở thôi, mình ở riêng một mình một phòng, không có ở chung nữa. Vì là bắt đầu một cuộc sống mới sống một mình nên là mình cần phải mua những cái đồ dụng cụ lặt vặt ở đây, như là ví dụ mọi người có thể thấy đây là mấy cái móc quần áo hay là đồng hồ rồi dao kéo chén bát đũa muỗng rồi này kia. Đó thì mình phải tự mua lại hết. Tại vì ngày xưa thì mình ở chung với mấy đứa bạn mình thì có những cái mình phải xài chung. Đó, còn bây giờ ra ở riêng rồi thì mình phải bắt buộc phải mua lại từ đầu. Thì tất cả những cái thứ này mình mua đều mua ở shop 100 yên hết. Thì video hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem là ở cái shop 100 yên nó có bán những cái gì và những cái đồ dùng cần thiết nào cho các bạn nào mà mới chuyển nhà, và đặc biệt là mấy các bạn nào mà sắp bay sang Nhật này làm á, thì nên xem cái video này nha. Hello mọi người, mình là Tư, còn đây là Mí Mèo nè. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tư Mí Vlog. Living life every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Mấy cái này là mình mua ở shop 100 yên. Shop 100 yên là gì? Là tất cả những cái đồ dùng ở đó bán có giá từ 100 yên trở lên. Có cái 200 yên, 300 yên cũng có, nhưng mà giá thấp nhất đó là 100 yên nha. 100 yên thì khoảng mười mấy nghìn tiền Việt thôi à. Thì mấy cái đồ lặt vặt này là có đều có bán ở cái siêu thị đó hết. Thì ok, video hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem là siêu thị 100 yên ở bên Nhật này có bán những cái mặt hàng như thế nào, và mình người Việt Nam mình khi mà bắt đầu một cuộc sống mới thì cần mua những cái gì ở shop 100 yên này nha. Đây là tầng 3 mọi người, siêu thị Daiso nè, 100 yên shop bự nè. Đó, mình mới vừa đi từ cầu thang lên. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi mua một số đồ đạc để mà chuẩn bị sang cái nhà mới ở mọi người. Thì chắc là một số đồ đạc mình mua bây giờ đối với những các bạn nào mà mới chuyển sang Nhật á, thì chắc cũng cần thiết với mấy bạn đó. Ok, đây là siêu thị Daiso nè mọi người. Mình sẽ lấy một xe ở đây. Thường thì trước khi mà các bạn đi mua đồ á thì mình sẽ lên một cái danh sách cần mua trước nha. Thì mình cũng đã lên ở nhà trước rồi. Bây giờ thì chỉ cần đi theo rồi mua theo cái danh sách đó là được. Đây mọi người, mình đã làm một cái danh sách rồi nha. Đầu tiên theo danh sách thì mình sẽ mua dép trước nha mọi người. Thì đây là ngay cái quầy dép luôn nè. Đó, thì mấy cái loại ở đây toàn là 100 yên thôi. Thí dụ mà có cái nào nó là mắc hơn 200 yên á thì nó sẽ có dán cái giá đó nha. Ví dụ như mọi người nhìn đôi này nè, 500 yên luôn nha. Đó, mấy cái đôi này có size hết cho mình đi nha. Thì ví dụ cái đôi này mà nó không có dán giá gì hết là 100 yên nha. 100 yên thì vào khoảng mười mấy ngàn tiền Việt thôi à. Đó, bên này là dép mùa đông nè. Ở nhà mình thì mình cũng đang mang một đôi như thế này, 300 yên mọi người. Cho một đôi dép như thế này. Tiếp theo mấy cái quầy dưới này nó bán mấy cái kệ mọi người, mấy cái kệ, mấy cái hộp sắt đồ này kia nè. Đó, thì cái nào 300 yên thì nó để theo giá 300 yên khác nha. Còn nào 100 yên thì là nó không có để giá luôn. Đó, có mấy cái kệ để giày riêng cho mình nữa nè. Đó, này mấy cái hộp. Bên này là mấy cái ghế mọi người. Ghế nè, với lại là ghế cho em bé ngồi. Đó, ôi cái mấy cái này là mấy cái khung tranh nè. Đây có rất nhiều loại khung tranh luôn. Đó, đẹp ghê chưa. Ok, tiếp theo mình sẽ đi mua mấy cái ly mọi người. Thì mình cứ đi dọc theo ở đây trước cái đã. Để coi vòng vòng này nó bán cái gì. Thì cái shop 100 yên này nói chung là nó bán những cái đồ lặt vặt đó mọi người. Trang trí trong nhà cũng có, đồ gia dụng cũng có, tất tần tật. À, mấy cái này là mấy cái hũ để danh tiền mọi người, giống như ống heo á. Bên Nhật này ống heo thì nó bán cái kiểu này nha, nó không có như con heo như bên mình. Nó con heo nè mọi người, đó. Thì kiểu này thôi, 100 yên một hũ như thế này. Đó, mình mua về mình bỏ tiền xu. Rồi bên đây kệ ly chén bát. À, mình mua chén bát nè mọi người. Thì khi mà mình mới sang Nhật này thế nào là mình cũng phải mua mấy cái
chén bát cái ly đồ này kia, mình uống nước rồi mình ăn cơm ở nhà là mình phải mua rồi. Đó thì mình sẽ mua hai cái chén. Rồi. Đây. Chén kiểu này à, chén này to thế. Đó, chén, bát, dĩa, đũa, ly đồ này kia ở đây. Thì ví dụ cái nào mà nó không có để giá mọi người, là nó sẽ là 100 yên nha. Như cái này là 100 yên nè. Đó, còn như cái này là dưới đây là 300 yên nè. Đó, như cái này 100 yên thì mình lấy cái trước nè. Nè, giống như cái này cái dĩa to hơn thì là 150 yên nè. Đó, ly này nó không có để giá nè. Thì nó sẽ là 100 yên nha. Đó, như cái ly như cái này là 100 yên nè. Đó, ly này mèo luôn, mình mua cái ly cho con mèo nó lên chơi có nó uống mọi người. Chứ là mình có nhà, mình có cái ly rồi. Đó, nhưng mà chén ở đây sao cái này nó lít nó hơi bằng quá. Để mình qua bên kia mình coi có nó có cái chén khác không. Qua đây chưa thấy cái tô. Mình cần mua một cái tô nữa. Đây mọi người có thấy ly rất là nhiều ly luôn. Đó, đủ loại đủ màu luôn. Đây mấy cái ly như vậy nè. Wow. 200 yên mọi người, đẹp chưa, quá trời đẹp luôn. Wow, cái ly màu xanh đẹp chưa nè. Đó, mấy cái ly này ly kiểu. Mấy cái hộp đựng thức ăn mọi người. Rồi à, đũa ở đây. Đây, chỗ này bán đũa nè. Đó, 100 yên một túi như thế này, nó gồm có 5 đôi nè. Thì nó có rất là nhiều loại nha. Đó, chắc mình là mình mua một túi đũa như thế này. Rồi, ok. À, trong đây còn chén nữa nè mọi người. Đây, bên này nó có một cái chỗ bán chén nữa, chén với tô. Đây lại tiếp tục là một hàng kệ những cái dĩa nè, những cái chén chấm nhỏ nè. Đó, có rất là nhiều loại cho mọi người có thể lựa chọn được nha. Đó. Cái chén này thì đều là 100 yên hết nha. Đó, mỗi cái là 100 yên hết. Ok, chắc là mình sẽ lấy hai cái chén này. Tại mi mèo thích màu xanh mọi người ạ. À. Nên là mình chắc là mình lấy cái chén này. Đó, mỗi cái như thế này là 100 yên nha. Chắc chắn là khi nào mà các bạn nào mà vừa sang Nhật á thì mình chắc chắn là mình phải đi những cái siêu thị như thế này để mua những cái đồ lặt vặt này về để có mà dùng, chứ thật ra là công ty bên Nhật này người ta không có chuẩn bị cho mình sẵn mấy cái này đâu. Mình phải tự đi mua hết á. Mình sẽ mua thêm một cái chén chấm nhỏ như thế này. Đây, lấy hai cái này đi. Ok. Đó, cái này là những cái mình nên mua những cái đồ bằng sành sứ như thế này nha, chứ đừng mọi người đừng mua cái đồ mũ này. Đồ mũ này nó rất là dở và nhiều khi là mình rửa nó không có sạch đâu. Đó, ở đây thì những cái mâm nha mọi người. Đó, cái này mua cũng được, không mua cũng không sao. Ok, sẵn ở đây có mấy cái rổ này thì mình mua một cái rổ luôn về để rửa rau rồi này kia. Thì một cái như thế này cũng là 100 yên luôn. Đó, mọi người nên mua thêm một cái thau như thế này nha. Thì nên mua nó cùng size nha mọi người, 24 với 24 nè. Đó, này là mấy cái kệ nè, hoặc là mấy cái hộp đựng bảo quản thức ăn nè, nhiều lắm luôn. Này là ly giấy đồ này kia. Ok, bình nước uống. À, đây là khăn giấy mọi người ạ. À, mấy cái này là giấy thấm dầu nha. Đó, mình cũng nên mua mấy cái bọc thực phẩm nha mọi người. Đây những cái để coi, cái hộp này là để cái như cái túi ni lông cỡ như thế này nè, nó hình dung trước này 25x35 nè, để mọi người bỏ vô những cái thịt cá hay là rau củ quả gì đó mình để vô bảo quản trong tủ lạnh nha. Còn này mình sẽ mua thêm những cái ráp bự là những cái bọc thực phẩm, lại cái màng bọc thực phẩm như khi mình hâm ở trong lò vi sóng á mọi người, thì mấy cái này đều là 100 yên hết, mình mua cái nào cũng được. Cái cục này á, để mọi người thay dặn vô cái dòi nước nha. Thì để chút mình mua về rồi mình review mình sử dụng cho mọi người xem thử. Bên này là những cái đồ rửa chén nè mọi người. Đó, 100 yên như thế này mọi người có thấy không? 6 cái đồ rửa chén lận.
rất là ok. Ở đây bán cực kỳ rẻ luôn, có 100 yên thôi, nhưng mà mọi người nhìn một đống này mình mua là chắc cũng khoảng xe máy 2 xe này nè. Rồi ở đây là mấy cái khăn mọi người, khăn lau bếp. Đó, cái này như vậy là có ba cái. Thì mình mua về mình lau bếp. Rồi mấy cái này là mấy cái miếng chùi son nha, cũng là một cục hai cục là 100 yên. Đồng giá hết. Đây những cái bàn chải trà toilet này kia. Rồi cái này găng tay. À ở đây có mấy cái bán loại thùng rác nè mọi người. Cũng là 100 yên hết. Đó, những cái rổ như thế này. Để mình có đựng cái gì đó thì mình đựng thôi. Ở đây có mấy cái thùng nữa nè. Wow. Ở siêu thị này nó rất là rộng nha, nó bán nhiều lắm. Đây những cái giỏ như thế này. Nhiều khi là mình về mình đựng quần áo dơ đó mọi người. Đó, à bên đây là nước rửa chén nè. Đó, một hàng nước rửa chén luôn thì cũng có 100 yên thôi. Rồi mấy cái dưới này nè. Là mọi người lau bếp rồi này kia đó. Thì mình sẽ mua mấy cái này về mình lau bếp nha. Rồi đây là những cái này là gọi là cái khử mùi đó mọi người. Đó, mình mua về mình để trong nhà tắm. Hay là à quên, cái này mình để trong toilet chứ mọi người, cho nó khử mùi nha. Đó, cái này là nó có hương thơm á. Ok, thì mình mua kiểu như mọi người để trong tủ quần áo cũng được, cho nó bay mùi đi. Đây là cái cây lăn mọi người. Đó, mình sẽ mua một cái cây lăn như thế này nha. Thì kiểu như cái hình nó như thế này nè, mình về mình lăn để cho nó dính những cái bụi bẩm này kia, bụi bẩn ở trên quần áo hay là chăn để mình nằm á. Đó, mọi người mua một cái như thế này. Xong rồi mình phải mua một cái cuồng để mình gắn vô nha. Thì đây, đó là một cái cuồng đó, để mình gắn vô như thế này. Thì mỗi cái đều là 100 yên hết. Rồi tất nhiên là mọi người phải mua móc quần áo rồi đúng không? Thì ở đây nó cũng bán móc quần áo luôn nha. Thì cũng là 100 yên, đủ loại, đủ kiểu hết. Mình thích cái nào thì mình mua cái đó thôi. Đó, rất là nhiều luôn. Ở nhà mình thì mình đang xài cái loại này mọi người. Đó, thì 100 yên nó gồm 5 cái móc như thế này. Đó, màu đen, màu trắng. Mấy cái này thì kiểu như nó loại tốt hơn thì 100 yên nó có 3 cái thôi nè. Còn mọi người muốn mua nó rẻ nữa thì nó có một cái gọi là 100 yên nó 10 cái lận. Nhưng mà sao ở đây mình không thấy nó để ta. Giống như cái này ở đây nè, 100 yên nó là 6 cái nè. Đó. Thì mình thích cái nào mình mua đó thôi, có 100 yên là nói chung nó cũng rẻ, nó không mắc. Thì mình mới xem mình cũng vứt hết mấy cái móc cũ rồi, mình sẽ mua 10 cái móc. Thì khi mà mọi người sang Nhật này, ở công ty người ta sẽ chuẩn bị cho mọi người sẵn chăn, mình gói này kia hết rồi, giường cũng có hết rồi luôn. Nhưng mà nếu như mà ai mà muốn mua thêm mấy cái gói nằm á, thì mình cũng có thể mua ở đây luôn nha. Thì ở đây gói nó hơi mắc hơn xíu. Đó, mọi người nhìn như cái này là 700 yên nè. 700 yên một cái, khoảng trăm mấy chục ngàn á. Nhưng mà nó nằm nó cực kỳ êm nha. Nhưng mà cái này nhỏ hơn thì 300 yên nè. Đó, có rất là nhiều luôn, có mấy cái đệm ngồi ghế luôn nè. Thì ok, mình sẽ lấy một cái gói to quá, 700 yên mọi người. Rồi đây là những cái móc nha mọi người. Cái móc này mình ịnh vô tường á. Kiểu như mình treo như thế này để mình máng mấy cái đồ nhỏ nhỏ, như là mấy cái giá đâu nè, mấy cái kéo này kia mình cũng máng như bằng cái móc này được luôn nha. Thì cái này là cái như nó có cục hít. Đó, thì 100 yên nó gồm 3 cục như thế này. Còn mọi người nhìn mấy cái này là nó sẽ có cái ghim như thế này, rồi sao là mình sẽ ghim vô trong tường luôn. Thì tường của bên Nhật này là gọi là thạch cao á, nó không phải là tường xi măng như ở bên mình đâu. Nên là mình có thể mình xài cái này giống như là mình ghim vô, mình cũng móc được quần áo luôn nè mọi người. Nhìn như cái này nè, nó móc được cái móc như thế này thì mình móc được một cái quần áo hay là cái nón cái gì đó vào trong tường nha. Đó, nói chung là mình có thể mua thêm mấy cái này về móc, có treo quần áo, treo đồ gì đó, rất là tiện lợi nhau. Đó, thì mấy cái này nó tầm 1 kg á mọi người. Chỉ tầm 1 kg thôi nha, mọi người móc cái nặng hơn thì không được đâu. Đó, ok thì mình sẽ lấy một cái này. Chỉ một cái này đi. Nhưng khi mình về mình móc chìa khóa mình để mình trước luôn cũng được. Rồi thì ở đây nó cũng bán mấy cái móc kiểu như vậy nè, nó rất là nhiều loại nha. Đó, mình cũng có thể mua một cái móc nhỏ nhỏ như thế này về mình treo ở chỗ cái kệ mà úp chén dĩa đâu này kia á, mình treo được cũng được nhiều đồ lắm á. Đó, còn cái này là mấy cái thảm nha mọi người. Thì mình cũng có thể mua một cái tấm thảm như thế này mình để dưới ngay chỗ chỗ rửa chén á. Kiểu như là nhiều khi nước nó văng xuống sàn rồi nó hư cái sàn này kia thì mình có một cái thảm thì tốt hơn nha. Ok, lấy thêm một cái thảm này nữa. Mua màu xám này để cho nó đỡ dơ mọi người. Thì ở đây nó có rất là nhiều loại nha. Đó,
À, ở đây nó sẽ bán những cái cuốn tập với lại là sổ tay nha mọi người. Thì những cái sticker như thế này á, mình kiểu như mình trang trí vô trong cuốn sổ tay của mình thôi. Đó, nó có bán rất là nhiều loại luôn. Thì cũng tầm 100 yên thôi mọi người. Ok, thì mình sẽ mua một cái cuốn sổ tay như thế này, nhỏ xíu như thế này đây. 100 yên thì được 2 cuốn nè mọi người. Đó. À, tiếp theo thì nếu như mà thích á, mọi người có thể mua một cái đồng hồ treo tường như thế này nha. Kể có đồng hồ treo tường và cả đồng hồ nhỏ 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 mình để trên bàn luôn nè. Đó, đồng hồ báo thức nhỏ 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 luôn. Trên này thì có bóng đèn led nè, mấy cái đồng hồ đeo tay nè. Đó, có rất nhiều loại nha. Mấy cái như thế này thì 500 yên nè mọi người. Đó, nhìn cũng xịn lắm. Đó, thì nhiều khi là ai có nhu cầu thì mua thôi. Mình sẽ mua một cái đồng hồ nhỏ nhỏ cái này thôi. Cái này thì 300 yên. Còn cái này to hơn thì 500 yên nè. Cái này cũng là 300 yên luôn. Cái này thì mình phải mua pin thêm để mình gắn vô nha. Chứ bình thường vậy nó không có pin đâu. Ở cái shop 100 yên này nó cũng có bán mấy cái dụng cụ cho các bạn về nhà tập gym luôn nha. Gym nè, ví dụ như cái này là cái đồ hít đất nè. À, bây giờ thì mình sẽ mua cái này về đó. Nó có hai cái tay chống như vậy nè mọi người. Đó, còn này là mấy trái banh của mấy bạn nữ cái gì tập bụng gì đây nè. Đó, cái này là đứng thăng bằng nè. Đó, còn cái này là mấy cái thảm nha. Thảm mình trải xuống để mình tập á. Đó, cái này có cái đồ bóp lực tay nữa nè, thấy không? Đó, mấy cái viên thuốc uống tăng cường thể lực gì đó. Ở đây nó có bán hết luôn nha. Khẩu trang thì nó cũng có bán ở đây luôn nha mọi người. Thì mọi người nhìn nè. Đây là cái khẩu trang mình đang mang nè, màu đen nè. Đó, 30 cái có 100 yên nè. Đó, nó không có dán giá gì hết là 100 yên nha. 30 cái có 100 yên thôi. Rất là rẻ luôn, có đủ màu hết luôn nè, đủ màu đủ loại hết luôn. Rồi, bên này là mấy cái đồ tăm bông rái tay á mọi người. Đó, một khủ như thế này, 100 yên, xài biết nào hết. Đó, có 100 yên là rất là rẻ luôn. Xong rồi mấy có mấy cái cái này là bán cái bàn chải mọi người. Đó, bàn chải 100 yên 3-4 cái luôn nè. Quá trời luôn nè đây. Đó, cả kem đánh răng thì nó cũng bán đây luôn nha. Còn cái này là tăm sỉ răng mà dạng nha khoa mọi người nè. Mình kéo ra mình sỉ răng bằng cái này nha. Tất cả các dụng cụ làm đẹp của mấy bạn nữ nè, nó cũng có bán ở đây luôn. Mọi người thấy nè. Phấn trang điểm đâu nè. Có 100 yên nè. Có hết nha, cái này là son hay gì nè, à, son môi nè. Đó, kẻ lông mi hay gì nè. Đó, vẽ chung mài gì đó. Rất là nhiều luôn. Cái gì nó cũng có bán ở đây hết á. Đó, cái này là cái gì ta? Tẩy trang hay gì á mọi người. Đó, còn này là son móng tay nha. Đó, son móng tay, 100 yên, 100 yên, 100 yên. Đủ màu luôn. Đó, thì đây là tổng cộng những cái đồ đạc hôm nay mình đi mua nè mọi người. Mọi người nhìn số 100 yên thôi, một món chỉ có 20 ngàn thôi. Nhưng mà lúc mà tính tiền ra nè, 4 sen 842 yên. Đó, thì coi như là gần 1 triệu luôn. Mà mỗi một thứ chỉ có 20 ngàn thôi đó. Mình mua lạc bạc một đống. Kiểu như là mới chuyển nhà mà, nên là cái gì nó cũng phải cần hết trơn á. Đó, đây nè mọi người, thì cuối cùng mua xong một đống đồ mà bây giờ không bỏ dừa vô cái rổ xe đạp. Nên là mình ràng ngoài phía sau như thế này. Đó, và mình mới vừa mua được một cái nồi mọi người ạ. Đó, cái nồi như thế này thì cái nồi này nó có thể dùng cho cái bếp điện nha. Ở nhà mình thì đang xài cái bếp điện, không phải là bếp ga. Đó, thì cái nồi này có thể xài tất cả luôn. Cái bếp điện bếp ga đều xài được hết, khoảng 1 cent thôi mọi người. Vô tình đi gặp rẻ quá nên là mua. Ok, thì bây giờ chạy về thôi. Đó, một đống luôn.